loại trứng đen kỳ lạ của người Nhật, ai cũng ao ước được ăn một lần. Bạn có thích ăn trứng không? Bạn có muốn sống lâu không? Nếu muốn cả hai thì trứng Kuro Tamago, trứng đen này sẽ giúp bạn. Trứng đen Nhật Bản từ lâu đã rất nổi tiếng, loại trứng đặc biệt này chỉ có ở thung lũng Oakudani Hakone, tỉnh Kanagawa. Người dân địa phương còn gọi nơi này là Jigokudani, nghĩa là thung lũng nước sôi hoặc thung lũng địa ngục. Oakudani là một khu vực núi lửa được tạo ra cách đây khoảng 3.000 năm, các miệng núi lửa và các vụ lở đất đã mở ra hàng loạt suối nước nóng tự nhiên. Đặc biệt các lỗ thông hơi sạc mùi lưu huỳnh mang lại cho toàn bộ khu vực một diện mạo đặc biệt, người ta ví không khí nơi đây có mùi giống hệt những quả trứng bị ung. Ngoài là một địa điểm suối nước nóng nổi tiếng, nơi đây còn thu hút du khách bởi những quả trứng đen kỳ lạ. Người dân địa phương đồn đoán rằng chỉ cần ăn một quả là có thể kéo dài thêm 7 năm tuổi thọ. Những quả trứng gà được luộc trong suối nước nóng tự nhiên, lưu huỳnh có trong nước khiến cho vỏ trứng bị nhuộm đen như than. Thông thường người ta không bán lẻ từng quả mà bán theo túi, một túi có 5 quả, giá 500 yên khoảng 100.000 VND, nếu ăn hết 5 quả có nghĩa là bạn có thêm 35 năm cuộc đời. Tất nhiên đây chỉ là một chiêu hút khách du lịch, chứ chưa có bất cứ nghiên cứu nào chứng minh tính đúng sai của lời đồn đại này. Sau khi mua xong, mọi người sẽ phát hiện ra bên trong những quả trứng đen này, giống hệt trứng gà luộc bình thường, chỉ có khác là lớp vỏ màu đen bên ngoài, hương vị cũng không có gì đặc biệt. Nhưng khuyến cáo là mọi người không nên ăn cùng lúc 5 quả trứng nó sẽ gây tác dụng phụ chẳng hạn như là khó tiêu. Nguồn gốc của những quả trứng đen tăng tuổi thọ này, không biết bắt nguồn từ đâu và từ khi nào, nhưng người ta rất tin vào điều đó, bởi quá trình luộc trứng khác thường đã phần nào tạo nên danh tiếng của nó. Những quả trứng đen được ngâm trong nước nóng ở nhiệt độ là 80 độ C trong một tiếng, sau đó được hấp thêm 15 phút nữa, trước khi được đem ra bán ở những cửa hàng lưu niệm. Bên cạnh những quả trứng trường thọ, cảnh đẹp ở o Oakudani thật sự khiến du khách cảm thấy ngây ngất mọi người có thể chọn cách di chuyển bằng cáp treo để có thể chiếm ngưỡng toàn bộ quang cảnh khu vực. Thực tế, dù được chế biến theo cách đặc biệt nhưng chưa có một nghiên cứu chính xác nào về việc ăn trứng đen giúp tăng tuổi thọ, có chăng chỉ là những lời đồn đại của người dân địa phương. Tuy nhiên, trứng cũng là một loại thực phẩm được sử dụng nhiều và đánh giá cao về mặt dinh dưỡng, vậy ăn trứng có giúp tăng tuổi thọ hay không? Ăn trứng có tăng tuổi thọ không? Có rất nhiều nghiên cứu về trứng vì vậy cũng dẫn đến nhiều kết quả khác nhau về việc ăn trứng có lợi hay hại. Nghiên cứu mới nhất được công bố vào tháng 2 năm 2021 trên Close Medicine cho thấy cứ thêm nửa quả trứng mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân cao hơn 7%. Ngoài ra, cứ thêm 300mg -mg cholesterol mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ tử vong sớm cao hơn 19%. Mặt khác, các nhà nghiên cứu ước tính rằng thay nửa quả trứng mỗi ngày bằng lòng trắng trứng hoặc chất thay thế trứng sẽ giảm 6% nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân các nhà nghiên cứu ước tính gần 2 trên 3 nguy cơ tử vong sớm liên quan đến trứng là do cholesterol trong trứng. Nghiên cứu mới nhất này chắc hẳn sẽ khiến những người thích trứng cảm thấy lo ngại. Tuy nhiên, nghiên cứu này không phải là một thử nghiệm để chứng minh liệu trứng có thể trực tiếp ngăn ngừa hoặc gây ra các vấn đề sức khỏe hay không, hoặc bằng cách nào mà nó gây ra những tác động đó. Các nhà nghiên cứu cũng dựa vào việc các đối tượng tham gia nhớ lại và mô tả thói quen ăn uống của bản thân, nên có thể một số người không cung cấp thông tin chính xác về mức tiêu thụ trứng của họ. Các đối tượng tham gia phần lớn là người cao tuổi có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư và các tình trạng khác có thể đẩy nhanh nguy cơ tử vong. Hơn nữa, những người tham gia chỉ chia sẻ chế độ ăn uống một lần, và họ có thể thay đổi chế độ ăn qua nhiều năm. Do đó, bạn không nên quá lo lắng về việc ăn trứng. Tóm lại, ăn trứng có kéo dài hay giảm tuổi thọ, hay không vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp chính xác. Tuy nhiên không thể phủ nhận trứng cung cấp cho cơ thể không ít dinh dưỡng. Một quả trứng chứa khoảng 75 calo. 5 gam chất béo, 6 g protein, 0 carbon hydrat, 67 mg kali, 70 g natri và 210 mg cholesterol. Trứng cũng là một nguồn cung cấp vitamin A, D và B12 tuyệt vời, cũng như cho lai, một chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình trao đổi chất. Vì vậy, bạn có thể ăn trứng nhưng đừng coi trứng là món ăn duy nhất để ăn. Một chế độ ăn uống đa dạng, đủ chất mới là cách ăn uống tốt nhất giúp sống thọ.